không tệ hứa nguyên nhẹ nhàng đáp trong mắt mang thiếu chút khen ngợi làm người tại thế có va xích nên làm có va xích không nên làm trên đời này dù sao cũng phải người muốn đi làm một số va xích vương giáo ý nghe vậy nhích miệng cười cười nhưng sau một khắc hắn liền nghe được đối phương kia bình thản thanh âm truyền đến nhẹ nhàng chuyển đến nhưng không có chút ý nghĩa nào không khí ngưng kết lời này vương giáo ý không biết nên như thế nào nói tiếp hứa nguyên đen trong tay thư tịch đọc qua đến cuối cùng một tờ nhìn xem kia vết mực chưa khô chữ viết sắc bén danh tự Chữ viết đến không tệ, vương gia điển, đây cũng là tên chữ đi, trước kia là đại hộ nhân gia. Vương giáo ý hơi trần chờ vẫn là thuận đối phương đầu nói ra. Nói đến nói xa, gia phụ từng tại đâm lấy châu làm quan, 28 năm trước xung quân xung quân đến tận đây. Dạng này á, trình đấu, hãm hại, vẫn là đứng đội sai lầm. Hứa nguyên hỏi, vương giáo ý ánh mắt trần chờ nhưng nhờ tới đối phương ân tình, vẫn là chi tiết nói ra. Gia phụ đã từng là tham ông. Hứa nguyên có chút kinh ngạc đối phương thế mà ăn ngay nói thật, bất quá thân thể đến xem như trong sạch, nhưng chợt hắn khe khẽ lắc đầu nói Người đen tên của mình viết ở trên đây là nghĩ lẻ loi một mình đi trèo lên vạn tượng sơn cửa mê mơ Người tu chính là trong quân công pháp đơn đà độc đấu tùy ý một cái tứ phẩm dung thần Người cũng không phải là đối thủ nghĩ tới kết quả của mình à nghĩ tới vẫn như cô muốn đi mê mơ dạng này có ý nghĩa trầm mặc hướng nguyên nhìn xem trầm mặc hôi ngô hán tử khe khẽ lắc đầu Phương giáo ý Người không phải cái thứ nhất cũng không phải là cái cuối cùng giống như người ý nghĩ người có rất rất nhiều từ nguyên sơ cho tới thử lê vì một hơi mà đi làm một chút không có chút ý nghĩa nào sự tình nói hứa nguyên liếc qua chính đường bên ngoài cũng không tính không có chút ý nghĩa nào ngươi đồng bào đại khái xuất sẽ đem chuyện của người ghi chép lại nếu là tương lai trong vòng trăm năm có người có thể đem tông môn diệt trừ người cũng đầy đủ may mắn cũng có thể làm sử ký bên trong một phần nhỏ bởi vì khí tiết mà ghi tên sử sách nhưng nếu là không có ngươi liền sẽ như cái kia quá khứ những người kia đồng dạng thạch chim biển cả chỉ ta không thẹn với lương tâm vương giáo uy khí phách chính mình không thẹn với lương tâm nhưng cũng là vô năng nhất biểu hiện hứa nguyên nhìn xem hắn thấp giọng nói ra chính mình chết rồi đem chuyện còn lại giao cho những người khác chu công tử vương giáo ý trầm giọng đành gãy trực tiếp làm hỏi Ngài có chuyện có thể nói thẳng hứa nguyên mỉm cười người muốn báo thù á à? báo thù vương giáo ý màu nâu ánh mắt lóe lên rồi nắm tay ý thức siết chặt nhưng chợt buông ra tự nhiên là nghĩ vậy liền sống sót hứa nguyên đánh gãy chỉ có còn sống mới có cơ hội có thể báo thù Phương giáo ý nghe nói như thế, ánh mắt trở nên nhu hòa, rất là cởi mở cười, hướng về phía hướng nguyên ông quyền là một lễ thật sâu. Chu công tử hảo ý vương mộ tâm lính, nhưng là có một số và xếp vương mộ đều đã cân nhắc qua, bất quá ngày đại ân vương mộ đời này là còn không, thế làm châu làm ngựa tùy ý phân công. Hướng nguyên thở dài, rội ra hai cây đầu ngón tay. Hai tuần, chuyện lần này, ta cũng có và xếp muốn đi vạn tượng tông một chuyến, phương giáo ý nhưng cùng ta đồng hành. Phương giáo ý khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bộc lộ một vòng nghi hoặc, nhưng chợt vẫn là nói ra cuối cùng một đoạn đường có chu công tử làm bạn vương mỗ đời này cũng coi như không tiếc đừng hứa nguyên khoát tay áo cười nói ta cũng không phải đi chịu chết vương giáo ý một đường đem hứa nguyên cùng đứng ở cửa hai nữ cùng nhau đưa lĩnh đến huyện nha bên trong một chỗ đái khách dùng viện lạc trịnh trọng thi lễ một cái cũng không có về chính đường nghỉ ngơi trực tiếp liền hướng phía nội thành đi đến thanh nội quá loạn cần hắn cái này dung thân cường giả tự mình tiền đến chủ quản cân đối sự vụ nhìn đối phương biến mất tại ngoài cửa viện hứa hâm ra bỗng nhiên thấp giọng hỏi tăng ca ngươi là muốn mời chào hắn hứa nguyên lờm đối phương một chút cười cười nói tự nhiên như thế dừng một chút hứa nguyên nhìn thoáng qua hứa hâm dao cười nói ngươi nếu là thật sự muốn đen đường đi của mình xuống dưới đừng kết giao quá nhiều những cái kia đời thứ hai nhiều kết giao một chút giống ân ừ, giống tân mặc như thế sợ cỏ ra đời người đi qua tính giang phủ hứa hâm dao tự nhiên là biết được lúc trước vị kia bằng hữu cùng tam ca ở giữa mâu thuẫn chấm thấp nói ra tam ca thật có lỗi ta lại không trách ngươi có gì có thể nói xin lỗi Hứa Nguyên đưa tay nhèo nhéo khuôn mặt của nàng, vào tay mềm hồ hồ. Đương nhiên, kết giao người cũng đừng quá tần mặc, cái kia loại người chủ kiến quá mãnh liệt, dễ dàng đem người mang lệch ra. Theo ở phía sau Nhiễm Thanh mặc ngước mắt nhìn thoáng qua Hứa Nguyên cử động, lại thóng xuống. Hứa Nguyên không có chủ ý tới, chỉ là nhẹ giọng hỏi, người biết ta vì cái gì muốn mời chào cái này vương giáo ý á? Hứa hâm giáo lắc đầu, tránh ra tay của đối phương, trên mặt lưu lại một đạo vết đỏ, cũng không có tức giận, nghĩ nghĩ, ôn nhu nói, là bởi vì năng lực của hắn, không có năng lực, ta mời chào hắn làm cái gì hứa nguyên cười cười thất giọng nói phẩm hạnh không tệ mà lại là một tướng lĩnh thứ trọng yếu nhất vương giáo ý đều có quyết đoán năng lực chu tính chung điều hành cũng có thể hung ác sùng tới tâm đừng nhìn mấy vương giáo ý tha rằng không cần cầm mấy vạn yêu đan cũng muốn đốt thành bảo đảm dân nhưng ở thời điểm mấu chốt hắn vẫn có thể hung ác sùng tới trước đó nạn dân bạo động tập thành hắn trực tiếp hạ lệnh một mục giết tới đám kia nạn dân an phận sùng tới mới dừng tay nói đến đây hứa nguyên nhìn về phía hứa hâm giao hỏi bắt quá đây không phải trọng yếu nhất ngươi nhưng đoán xem trọng yếu nhất chính là cái gì hứa hâm dao nghe vậy đôi mắt đẹp rủ xuống trầm tư quen thuộc thấp giọng nói thân thế trong sạch hứa nguyên gảy một cái chán của nàng cười nói nói đúng phương giáo ý tại cái này chim không thể mỹ thịnh sơn huyện ngây người mấy chục năm dựa vào điểm ấy tài nguyên có thể tu đến tứ phẩm dung thân có thể thấy được hắn năng lực thiên phú đổi lại có chút điểm bối cảnh người chỉ sợ sớm đã điều nhiệm đi điểm ấy mới là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu hứa hâm dao ôm đầu nhìn xem hứa nguyên Tam ca, ý của ngươi là để cho ta đi kết giao những tông môn kia bên trong bình dân xuất thân thiên tài. Kỳ thật đều không khác mấy, bởi vì ngươi muốn tiếp tục nền đường nghề chính không thông. Hứa Nguyên có chút bất đắc dĩ nhùn vai, chỉ là so với ngươi bây giờ những tông môn kia hoàn khổ các bằng hữu, sợi cỏ gặp được lợi ích hút mắc cùng đối với tông môn lòng cả mến cũng muốn ít một chút, lại càng dễ có thể bảo trì lúc ban đầu thuần túy. Hứa Hâm giá mấp máy môi, Tam ca, thật không có cơ hội à? Hứa Nguyên không chút do so dự gật đầu, con đường của ngươi thật quá khó khăn coi như may mắn có thể thành công cũng nhiều nhất chỉ có thể là một hai đời người thái bình một lâu dài thái bình chỉ có thể là từ một cái mạnh hữu lực trung ương chính quyền đến gắn bó hứa hâm dao trầm mặc hứa nguyên vò vỗ trên vai của nắng hắt lên gấm cầu nói thật nếu là tiểu tướng người thật muốn biết đường ra ở đâu thanh thành thật thật về đế kinh đi truy nguyên viện nơi đó là thích hợp người nhất địa phương cùng phụ thân hiện tại làm sự tình so sánh trận pháp mới là có thể hoàn toàn thay đổi thế giới đô vật hứa nguyên lúc nói chuyện ánh mắt rất chân thành cùng nhau đi tới hắn gặp được trận pháp tại phương thế giới này tác dụng chiến tranh, dân sinh, sản xuất các phương diện đều có trận pháp cái bóng. Kỹ thuật sáng tạo phải mới đối với sức sản xuất phát triển là thực sự. Đã từng thứ lê bách tính coi như nhưng bây giờ đại viên bách tính trên cơ bản cơ bản cam đoan hai bữa ăn cây lúa, mà lại trên thị trường thậm chí còn điểm giáp vất bình đinh 4 đẳng cấp, thậm chí còn bồi dưỡng ra ẩn chứa nguyên khí linh mẽ. Dùng kiếp trước tôi nói, cái này tứ muội chính là một cái đỉnh tiêm nghiên cứu khoa học nhân tài. ngươi một cái nghiên cứu khoa học nhân tài không thành thành thật thật ở tại truy nguyên trong nội viện làm nghiên cứu, ra chạy nghiệp vụ là cái gì ý tứ? nghĩ đến cái này hứa nguyên bỗng nhiên lết qua cái này tứ mụi trên chân ngọc giày cùng quần áo hỏi tiểu tứ ngươi cái này dày là chính mình nghiên cứu hứa hâm dao không có lập tức nói chuyện bùng thọng đôi mắt suy tư hứa nguyên lời mới rồi qua nửa ngày nàng mới rất mình ngẩng đầu anh hứa nguyên đem lời nói mới rồi lặp lại một lần hứa hâm dao mỉ môi cười một tiếng mê mơn đúng thế hứa nguyên hỏi tiếp lúc trước ta nhìn công kích ngươi thời điểm giống như sinh chủ một đạo hộ thuẫn là bởi vì ngươi y phục này hứa hâm dao lắc đầu đưa tay đặt ở cổ áo hương phía dưới kéo một phát Hứa Nguyên ánh mắt không nhúc nhích, đôi mắt bên trong hiện lên một tia hiếu kỳ. Dọc theo thiếu nữ tinh xảo xương quai xanh nhìn xuống dưới, Hứa Nguyên nhìn thấy một kiện màu xanh ra trời tu thân nhuyễn giáp. Nhuyễn giáp phía trên ẩn ẩn có thể thấy được một chút đàm đạm trận văn lưu chuyển, rất tinh vi trận văn, tuyến đường mắt thường gần như không thể gặp, dụng ý hôn mới có thể cảm ứng được ký cụ thể trận văn. Hứa Hâm giáo nhẹ nhàng nói ra, vải vóc chất liệu chịu không được trận văn, là cái này thiên vụ giáp. Vậy ngươi có công phạt thủ đoạn ai nga? Hứa Nguyên hỏi tiếp, có, Hứa hâm giao hoàn toàn không có đối hướng nguyên dầu diêm ý tứ, đem hai bên tay áo kéo lên, hai con trên cổ tay trắng các cô một cái cùng loại vòng tay đồ vật. Không còn hứa nguyên hỏi thăm, hứa hâm giao tự mình liền đưa tay hướng mặt đất, đát, một trận nguyên khí ba động, một tiếng cơ hồ nhỏ không thể nghe được tiếng vang lên về sau, một cây chút xíu châm nhỏ xâm nhập đất đai khoảng 10 mét. Hứa nguyên ý hồn cảm giác được một cái chớp mắt, người trực tiếp tê, bên cạnh mắt nhìn thoáng qua nhiễm thanh mặc, liếc nhau, nhiễm thanh mặc nhẹ nhàng nói ra, đối ta vô dụng hứa hâm dao nhẹ giọng nói ra thanh mặc tỷ tỷ tu vi cao thâm bực này đồ trời tự nhiên là vô dụng vừa nói hứa hâm dao từ tu di trong nhẫn nóc ra hai cái đại gia hòa một cây cung nỏ một cây đường kính ước chừng 10 cm thô cây côn hứa nguyên ánh mắt hơi nghi hoặc một chút hâm dao tự hồ không có ý dừng lại đem hai thứ đưa cho hứa nguyên ra hiệu hắn cầm trước giống như là muốn đem chính mình sủng ống đạn được cho hứa nguyên đều biểu hiện ra mấy lần hứa hâm dao tự hồ không có ngừng hứa nguyên vô ý thức tiếp nhận xung ý hồn cảm ứng đến cái này hai đồ vật phát hiện cây gậy là trống giống, vô ý thức lập tức vào bên trong nhìn thoáng qua. Mà tại lúc này, hứa hâm giao ôn nhu giải thích nói, đây là liệt hồn nỏ, có thể công kích ý hồn, cây gậy kia có thể bắn ra nguyên tính thuốc nổ. Hứa nguyên yên lặng đem cây gậy để xuống, ngước mắt nhìn về phía đang tiến hành súng ống đạn được biểu hiện ra từ mũi. Mà lúc này, hứa hâm giao đã tự tu di trong nhẫn lấy ra một cái vẻ ngoài có chút kỳ quái vật. Hiện lên hình hộp chữ nhật, dài một thước, quanh thân như mặc như cùng một cái hộp đen, bất quá phía dưới có cái chuôi nắm, nhưng không có cò súng. Hứa Nguyên nhìn thấy cái đồ chơi này, khuế mắt nhảy lên. Thứ này về ngoài để hằn nhớ tới thương nguyên bên trong cái này tứ muội đại chiêu. Tại thương nguyên bên trong, chỉ cần cái này tứ muội phóng đại chiêu, hai năm đi tiểu nhân liền sẽ lấy ra một cái đen thu ra hòa. Hứa Nguyên đang muốn hỏi thăm, hứa hâm dao đã đem cái này hộp đen ngắm ngay một bên mặt đất. Hứa Nguyên, hưu đến đến, một tiếng rất nhỏ tiếng vang, một bên nhiễm thanh mà không tự chủ hơi nhíu lên lông mày. Hứa Nguyên không thể rõ, bởi vì thánh nhân tàn hồn còn bịt lại đây, nhưng hắn lại cảm ứng được một cỗ khổng lồ nguyên khí ba động hướng phía chung quanh khuếch tán lái đi. Mà số một khác, Hứa Nguyên cái nhìn tài nguyên thấy rõ ràng cái này tứ muội đại chiêu uy lực, trên mặt đất xuất hiện một cái lớn bằng món cái lỗ thủng, trong đó đen nhánh một mảnh, một mực hướng phía dưới kéo dài, thẳng đến Hứa Nguyên tự thân hồn lực phạm vi lớn nhất cũng chưa từng nhìn thấy cuối cùng. Trầm mọc một cái chớp mắt, Hứa Nguyên cau mày hỏi, "Tiểu tứ, nơi cái này khí cũng nguyên khí làm sao tới?" Lúc trước vòng tay là duy nhất một lần, mà kia cung nỏ cùng cây gậy phía trên đều khảm nặng có áp xúc nguyên tinh, nhưng cái này hộp đen không có bất kỳ cái gì nguyên khí nơi phát ra. Hứa Hâm giáo hướng về phía Hứa Nguyên có mắt cười một tiếng, rồi ra một cái ngọc thủ tại Hứa Nguyên trước mặt lung lay, trên ngón trỏ một viên màu lam nhà chiếc nhẫn phá lệ dễ thấy. Đây không phải tu di rời á? Hứa Hâm dao lắc đầu, thanh âm ôn nhu, phổ thông tu di rời có chút khác biệt, nó có thể trực tiếp rút ra tu di trong nhẫn nguyên tinh bên trong nguyên khí. Hứa Nguyên ánh mắt trì trệ, cái này là chính ngươi nghiên cứu ra được. Hứa hâm dao nhẹ gật đầu. Mê mơ, bất quá phụ thân giúp ta chiều cố rất lớn, nếu là không có phụ thân tu vi trước nhận kia đồ vật căn bản chế. Cái này một cái chớp mắt, hứa nguyên đột nhiên cảm giác được chính mình kia lão cha phương châm giáo dục của nhiên vẫn là có rất lớn vấn đề. Loại trận pháp này cách tân đã thuộc về là vượt thời đại tính chất, loại này nghiên cứu khoa học nhân tài không buộc trở về thành thành thật thật nghiên cứu, thế mà đặt vào nàng ra khắp nơi loạn đi giao. Khoa học kỹ thuật là thứ nhất sức sản xuất, câu nói này cái này lão cha chưa từng nghe qua á, mặc mấy tức về sau hứa nguyên nhìn xem tứ muội kia ngón tay ngọc nhỏ dài bên trên mang theo tu di giới bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng khục hâm dao a à. tam ca trước đó đánh người cũng không phải ra ngoài tự nguyện chiếc nhẫn kia cùng cái này hộp đen ngươi nhìn hứa hâm dao do dự một cái chớp mắt về sau trực tiếp đem hộp đen đưa cho hứa nguyên sau đó bắt đầu lấy chiếc nhẫn hứa nguyên đối phương như vậy rất khoát bắt hắn cho cả sẽ không hắn vừa rồi có ý tứ là về để kinh qua đi một lần nữa giúp hắn chế tạo một bộ hứa nguyên ông đối phương sùng ống đạn được đưa ra một cái tay giữ chặt nàng lấy chiếc nhẫn tay Ý của ta là các loại trở về đế kinh, ngươi sẽ giúp ta một lần nữa tạo một bộ, thứ này ngươi còn phải giữ lại bảo mệnh đây. Hứa hâm dao hơi trần chờ. ta dùng liệt hồn nó những này là đủ rồi, tam ca ngươi luôn luôn gặp được phiền phức, sao ta càng cần hơn cái này. Hứa nguyên khoát tay ào, đem ba vật một mạch tất cả đều nhét về hứa hâm dao trong ngực. Được rồi, lần này về đế kinh nếu để cho hứa trường ca nhìn thấy trên tay của ta mang theo ngươi đồ vật, chắc chắn sẽ tưởng rằng ta cướp ngươi. Dừng một chút. Hứa Nguyên nhìn thoáng qua hứa hâm Dao trên cổ tay trắng vòng tay, thấp giọng nói vật này không tệ, có thể cho ta một cái. Con có, suy nghĩ thật kỹ một chút, ta lời mới vừa nói. Trăm ngàn năm trước, cho dù thịnh thế thiên hạ, bách tính cũng có rất nhiều sẽ cơ không no bụng. Bây giờ đại viên thiên hạ, nếu không gặp thiên tai yêu thú, chỉ cần cố gắng chế tác. Tuyệt đại bộ phận người đều có thể có một ngày hai bữa ăn cây lúa. Muôn cứu dân, ở đâu đều như thế. Yên tĩnh thật lâu, hứa hâm giáo rất nghiêm túc nói ra. Hâm giáo sẽ suy nghĩ thật kỹ. Anh, hứa nguyên khẽ cười một tiếng, khoát tay áo hướng phía viện lạc chính phòng đi. Vào đêm. Làm thịnh sơn huyện ân nhân vương giáo ý cho bọn hắn ba người cung cấp trụ sở cùng đồ ăn nên tính là bây giờ thịnh sơn huyện tốt nhất nhà máy trên cơ bản là dựa theo tài trước quy cách đến mua sắm Quy báo yêu thú nguyên liệu nấu ăn phối hợp rượu ngon mà lại vương giáo ý cũng rất biết làm người còn sai người đưa tới mấy cái khuôn mặt thanh tú thị nữ hầu hạ hứa nguyên mấy ngày nay sinh hoạt thường ngày bắt qua mấy vị này thiếu nữ một chút nhìn qua liền biết hẳn là vừa mua được thay giặt về sau liền lập tức đưa tới lớn tay phía dưới rất nhiều người đều chỉ có thể bán mà khí nữ để cầu sinh tồn hứa nguyên không muốn bị cự tuyệt lúc mấy vị này thanh tú để gái không chịu đi hứa nguyên lý giải các nàng hiện tại thịnh sơn huyện không đáng giá tiền nhất tại khải chính là nhân mạng nói một đống như không nghe cái cuối cùng lăn chữ qua đi mấy cái này ít đi nhìn thấy hành động này một bên hứa hâm giao nhìn hứa nguyên mắt thần tượng là đang nhìn cái yêu quái trong chỉ nhớ cái này tam ca trên cơ bản là không gái không vui bắt quá coi lại một chút bên cạnh nhìn chăm chăm vào mấy cái kia thiếu nữ giữ im lặng nhiễm thanh mặc về sau liền cũng bình thường trở lại hứa hâm giao muốn thu lưu mấy cái này người đáng thương nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng cái này hắn vốn cho là cái này tứ muội muốn đồng tình tâm tràn lan nhưng kết quả thế mà nhịn được mù quáng thiện ý không phải thiện ý bọn hắn chỉ là khách qua đường nhất định rời đi không bằng giao cho vương giáo y đi an bài các nàng dừng lại bữa tối hứa nguyên ăn đến rất vui vẻ bởi vì mùi vị không tệ hứa hâm giao lại chỉ là yếu siêu yếu siêu lay mấy ngụm linh mễ nhiễm thanh mặc không ăn có tâm sự dừng lại bữa tối ăn xong hứa nguyên liền dẫn đầu trở về phòng tu luyện hứa hâm giao cùng nhiễm thanh mặc nói một chút thì thầm Chính Nguyên Bình hơi thở tuyệt tu luyện hiệu suất đại khái là tại bình thường tu luyện chừng 2 phần 3 mà lại không có nguyên tinh tăng thêm. Có thời gian, có tinh lực thời điểm vẫn là ngồi xuống tu luyện hiệu suất tốt nhất. Bởi vì có phi hành yêu thú tồn tại, bầu trời mê vụ vẫn không có tán đi, tối nay có một cái đêm không trăng. Thu nạp nguyên tinh bên trong tiêu tán nguyên khí nhập thể, khó khăn dẫn đạo dọc theo kinh lạc một chu thiên một chu thiên vận chuyển. Giờ mão một khắc, trời tối người yên lần nữa xoay tròn một chu thiên ba một tiếng hứa nguyên nước chảy thành sông đột phá lục phẩm sát thân vẫn không có bất kỳ bình cảnh bởi vì công pháp khác biệt hứa nguyên coi như tiến vào sát thân về sau thân thể của hắn cũng không có bình thường võ đầu cái chủng loại kia mình đồng ra sát chi bốn trong mắt nhìn một chút bàn tay của mình hứa nguyên khe khẽ lắc đầu thu hồi nguyên tinh đèn tóc dài sửa sang lại một chút trực tiếp sai người nằm ở trên giường Tu vi một chút xíu mạnh lên qua đi, hứa nguyên đã không cách nào làm đến như trước đó như vậy một thằng phá hai cảnh hành động vĩ đại, bất quá mạnh lên cảm giác trung quy là tốt. Lần này phá kính nguyên khí số lượng dự trữ trực tiếp nhiều hơn phân nửa, tai mắt cũng biến thành càng thêm thanh minh. Tại không vận chuyển công pháp tình huống dưới, hắn bây giờ đã đại khái có thể nghe được mười mấy mét bên ngoài người khác cấp giọng thì thầm. Tâm thần ngưng tụ, vận chuyển công pháp, hứa nguyên cách cửa phòng rõ ràng nghe được bên cạnh khách phòng hứa hâm giao trong lúc ngủ mơ tiếng tin đập hơi suy tư hướng nguyên toàn lực vận chuyển tiếp tục hướng về hứa hâm giáo sát vách tìm kiếm hắn muốn nghe xem lớn tảng băng đang làm cái gì đêm nay nàng không có tu luyện nếu như nàng tu luyện chung quanh đây nguyên khí cũng phải bị nàng đoạt chạy mấy tức về sau không có tiếng mà kệ tiếng hít thở vẫn là tiếng tim đập đều có của nhiên không ngoài sở liệu chỉ cần tu tới tứ phẩm dung thân tuyệt đại bộ phận người đều sẽ học tập khống chế chính mình thân nhịp tim một loại thân thể bản năng để phòng bất cứ tình huống nào Tuy nghĩ thế, hứa nguyên cũng liền trực tiếp từ bỏ, thở dài một hơi, tán đi công pháp, chậm rãi mở mắt ra. Sau đó, hắn thấy được một vệt bóng đen lặng lặng đứng tại trên giường của hắn. Đúng vậy, là đứng ở trên giường, không phải bên giường. Không khí ngưng kết, không có trang sắc, không có minh vân đèn, chỉ có trên đường phố xa xa đống lửa cách thật xa chuyển đến một chút là... Bóng đen lặng lặng đứng tại hắn phân eo vị trí, hai đầu thon dài đùi ngọc chuyển hướng một bên một cái, một đôi thanh u con ngươi ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hắn. Hứa Nguyên bị hù dọa, đêm hôm khía khoát vừa nhắm mắt mắt vừa mở trên giường nhiều cái người vô ý thức muốn giải khai thánh nhân tàn hồn cấm chế cầu viện nhưng chợt liền thông qua cặp kia mấy tức con ngươi nhận ra trên người mình người là ai thật dài thở ra một hơi hứa nguyên tâm thần trầm tĩnh lại cười nói nhiễm thanh mặc người đây là náo nói một nửa hứa nguyên ánh mắt dần dần rời xuống thấy được trong tay đối phương cầm mặc kiếm mặc kiếm không ánh sáng nhưng nhìn kia đại khái hình dạng hẳn là không có tại vỏ kiếm bên trong tiểu dung dừng lại hứa nguyên gặp vành đen nửa câu nói sau nói xong náo náo loại nào đây là ý gì? Dừng một cái chớp mắt, khục, ta cảm thấy chúng ta có lời gì có thể hào hảo nói, người trước tiên đem. Hứa Nguyên nhìn xem trên người nàng, đôi mắt dần dần trợn to, miệng bên trong một bên nói, trong đầu phi tóc tự hỏi chính mình đắc tội cái này lớn tảng băng địa phương, nhưng suy nghĩ vừa mới bắt đầu vận chuyển. Ông một, một tiếng ngắn ngủi vù vù, bóng đen nhỏ một cái, Hứa Nguyên liền cảm giác bên mặt mát lạnh, lập tức bế mạch. đen, quả nhiên không có vỏ kiếm, bởi vì mà kiếm trực tiếp tại cắm vào đầu hắn bên cạnh, xuyên thầu gối đầu ý lạnh âm u trong nẻ mắt tuôn ra lập tức hứa nguyên liền nhìn thấy đứng tại chính mình eo chỗ nàng chậm rãi động nàng từng chút từng chút cúi người xuống mặc kiếm cũng theo nàng từng chút từng chút đâm xuyên qua toàn bộ gối đầu sau đó là một hái băng thời gian tại thời khắc này trở nên rất chậm rất chậm hứa nguyên giơ tay lên một cái sau đó trực tiếp bị nàng trở tay nắm chặt ấn tại trên giường muốn dãy giụa nhưng vô dụng Nhẫn thanh mặc khí lực so với hàn lớn rất rất nhiều vận chuyển công pháp đều vô dụng nhưng thời gian dần trôi qua Hứa Nguyên phát giác không thích hợp, bởi vì trên người trên tay nàng kính đạo ngay tại từng chút từng chút biến lớn. Tại nàng ngồi vào bên hông mình thời khắc, Hứa Nguyên rốt cục nhịn không được. Tê, Nhiễm Thanh Mặc muốn đoạn mất điểm nhẹ. Nhiễm Thanh Mặc hoàn hồn, một đôi mắt đẹp trong bóng đêm nháy nha nháy, hơi suy tư, trên tay kình đạo nhẹ nhàng đã thả lỏng một chút, bất quá không có buông tay, cảm giác đau đớn biến mất. Hứa Nguyên dứt khoát cũng không phản kháng, người người trên thân nữ tử truyền đến trận trận hương thơm, mà mặc kiếm không ngừng tán phát hàn khí, ẩn ẩn bắt đầu ở xung quanh kết băng mà làm xong hết thảy ngồi ở trên người hắn nàng bỗng nhiên liền không có đoạn dưới tựa hồ là đang suy nghĩ trong lúc nhất thời hai người cứ như vậy cứng đờ cùng kia thanh u ánh mắt đối mặt nửa ngày hướng nguyên cười cười ngươi đây là muốn giết ta vẫn là phải ngủ ta hay hơi suy tư trên người nữ tử trung thực lắc đầu đều không phải là ngươi nói qua nói qua cái gì nàng không còn nói tiếp nhưng này thổ khí như lan mùi thơm ngát lại nhẹ nhàng lướt qua hai má của hắn y mắng ở giữa môi của nàng nhẹ nhàng tại trên gương mặt của hắn ấn một chút làm nàng lúc ngẩng đầu lên hứa nguyên ngước mắt nhìn xem nàng từ nàng cặp kia sâu kín trong con ngươi gặp được một vòng chưa từng thấy qua sương mù châm mọc một cái chớp mắt hẳn giống như biết mình hiện tại nên làm cái gì một hơi về sau ông đến 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 một tiếng to gió kiềm minh vang vọng cả phòng nửa khắc đồng hồ về sau một mảnh đen kịt trong xương phòng minh văn đèn đã phát sáng lên tán phát bạch quang đen toàn bộ giá phòng bên trong chiều sáng từ phương trước bàn Hứa Nguyên để chân nửa người trên ngồi trên ghế, Nhiệm Thanh mặc mặt không thay đổi ngồi tại đối diện, cái bàn bày biện trôi này mặc kiếm vào vỏ. Một thân ngủ phục hứa hâm dao đứng tại Hứa Nguyên bên người tỉ mỉ vì hắn trên vết thương thuốc. Kêu một tiếng kiếm minh rất tự nhiên đem nàng đánh thức, mơ mơ màng màng ra nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy phòng cách vách đỉnh bị kiếm khí chém ra lỗ thủng. Ngay người về sau, liền chạy đến sát vách đẩy cửa vào, sau đó nàng liền gặp được bên trong căn phòng sáng tháp, cung cầm kiếm Nhiệm Thanh mà cùng đổ vào củi đống bên trong tam ca. Gian phòng bên trong rất yên tĩnh, ai cũng không nói gì chỉ có hứa hâm dao loay hoay bình thuốc cùng xé rách băng gạc tư tư âm thanh xương xương truyền đến toàn tâm đau đớn để hứa nguyên chân mày nhíu rất căng bắt quá không có lên tiếng âm thanh xương xương của hắn đoạn mất hai cây xương tay đoán chừng hẳn là nứt xương đạo kiếm khí kia không có chém hắn nếu là chặt hắn hứa hâm dao hiện tại hẳn là đang cho hắn viếng mồ mả mà không phải bối thuốc một bên chịu đựng đau hứa nguyên một bên nhìn chằm chằm đối diện thần sắc vô tội lớn tảng băng Nhiễm Thanh mặc tại hôn hắn gương mặt về sau, liền nhẹ nhàng buông lỏng ra tay của hắn, chuẩn bị đứng dậy. Đưa đến bên miệng thì có thể thả đi à? Đương nhiên không thể, khẳng định đến ăn sạch sẽ. Hướng Nguyên là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Một tay vòng eo, một tay kéo ớt. Sự thật chứng minh, lại lạnh thân thể nữ nhân cũng là nóng hổi, nhất là môi đỏ cùng vòng eo, đang chuẩn bị dùng xúc cảm thụ một chút lớn tảng băng nhịp tim. Sau đó, sau đó liền không có sau đó, hắn gửi, hai môi đụng vào nhau một nháy mắt, hướng nguyên thấy được nàng đôi mắt đẹp dây đến rất lớn. Mang theo ngạc nhiên, nhưng chọn liền cảm giác chính mình vừa bị buông ra tay lại bị cầm Tùy theo mà đến là một tiếng răng rắc Yên tĩnh gian phòng bên trong, thanh thủy có thể nghe Hẳn là một cái hào thủ, bởi vì thật là dễ nghe, bất quá chỉ là đau điểm Tại đau đớn còn không có lan tràn đến toàn thân thời khắc Kiếm minh vang lên ở bên tai, cắm vào ván dương mà kiếm trực tiếp lớn tảng băng cầm hướng lên dương lên Phong ở bị nạo, mà đồng thời nào một trưởng vỗ ra, đánh vào trước ngực của hắn Dương không chịu nổi gánh nặng, âm âm sập Tuy nghĩ thế, hướng nguyên hít một hơi thật sâu, nhưng bởi vì xương sườn tổn thương bị đau đớn một trận nghe dáng trận mắt. Mà lúc này, thanh âm em ái tại bên người của hắn vang lên. Tam ca, ngươi đừng nhúc nhích, ta chuẩn bị cho người cố định, giờ cao này cần thời gian mới có thể rót vào đi vào. Hướng nguyên nghe vậy bất động, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối diện nữ tử áo đen. Nhìn thấy hứa nguyên ánh mắt, hứa hâm ra hôi trần trờ, thấp giọng khuyên nhủ. Tam ca, thanh mặc tỷ tỷ nếu là không muốn, người bây giờ vẫn là không nên miễn cưỡng nàng. Hứa Nguyên ngoái nhìn nhìn thoáng qua cái này tứ muội, bởi vì thương thế, chỉ có thể ẩm giọng thì thầm, "Ta miễn cưỡng nàng, ngươi xem một chút đây là ai gian phòng?" Hứa Hâm giao đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua đối diện mặt không thay đổi thanh lãnh nữ tử, hơi chần chờ, chấm thấp nói ra, "Nếu là Thanh Mặc tỷ tỷ nguyện ý, cũng sẽ không như vậy." Hứa Nguyên, mà lúc này, đối diện một mực không nói gì nhiễm Thanh Mặc nhẹ nhàng mở miệng, "Làm sao?" Hứa Nguyên liếc mắt nhìn hắn, sư phó nói, "Như, biệt sư phó nói." Hứa Nguyên đành cay, nhìn xem nàng, Sư phó ngươi nói chưa nói qua nữ tử đem hôm khuya khoát chạy đến nam tử trên giường hôn người ta đại biểu cái gì? Hắn kỳ thật rất không hiểu. Một nữ nhân, hơn nửa đêm leo đến một cái nam nhân trên giường, con ghé vào trên thân hôn hắn đại biểu cái gì? Đại biểu nàng tại thỉnh cầu hỗ động, trăm phần trăm đại biểu cái này. Hướng nguyên kiếp trước kiếp này hai đời cộng lại, liền chưa từng thấy ngoại lệ. Ngoại trừ hôm nay, nhiễm thanh mặc trầm mặc một cái trước mắt. Không có, hướng nguyên thở dài, không có là được rồi, ta hiện tại nói cho người, đại biểu nàng muốn sinh hoạt vợ chồng nhiễm thanh mặc đôi mắt đẹp sửng sốt một cái chớp mắt là như thế này à ta đã biết rất lời nhiễm thanh mặc nhìn hắn thương thế trầm ngâm rất lâu mới trầm thấp nói ra hứa nguyên thật xin lỗi ta không phải cố ý hứa nguyên nhếch nhếch miệng mang theo một vòng ý cười nhìn xem nàng vậy chính là có ý cũng không phải cố ý nhiễm thanh mặc đáng hoàng trả lời nếu như ngươi cảm thấy tức giận ta cũng làm cho ngươi đánh một trưởng nói nhiễm thanh mặc chậm rãi đứng lên liền muốn hướng phía hắn bên này đi tới hứa nguyên sửng sốt một cái chớp mắt chậm rãi đưa tay vuốt vuốt mi tâm được rồi đi ta lại không tức giận nhìn xem đi tới gần không chút nào bố trí phòng vệ nàng hứa nguyên đột nhiên cảm giác được rất bất đắc dĩ nhiễm thanh mặc đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn xem hứa nguyên thần sắc không hề từ bỏ nếu không ta tự đánh mình chính mình một trưởng ta đều nói đi hứa nguyên lắc đầu ngươi vừa rồi nếu thật muốn làm tổn thương ta hâm giáo hiện tại hẳn là tại cho ta nhặt xác thật không còn á nhiễm thanh mặc lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa là được rồi nha, không phải chỉ hôn ta kia là chỉ cái gì không cho phép đánh ta hứa hâm dao nhiễm thanh mặc rất nghiêm túc hỏi như nhị không được đâu ta vừa rồi chính là không có nhịn xuống hứa nguyên bộ mặt cơ bắp hơi run rẩy hắn bỗng nhiên có chút khát vọng lực lượng toàn bộ biệt viện tổng cộng có ba gian phòng nhỏ bởi vì hứa nguyên phòng nhỏ bị nhiễm thanh mặc cho bổ hứa hâm dao liền dọn dẹp một chút rời đi qua cùng nhiễm thanh mặc ở cùng nhau lúc đầu hứa nguyên là muốn cho nhiễm thanh mặc ở chung với hắn bất quá hứa hâm dao không có đồng ý để chính hắn hào hảo dưỡng thương tại thịnh sơn huyện thời gian lại nhanh như vậy nhanh quá khứ bởi vì thương thế hứa nguyên mỗi ngày đều ở tại trong xương phòng dưỡng bệnh nhiễm thanh mặc tại sát vách tu luyện hứa hâm giáo mỗi ngày mang cái màn ly chạy đến trong thành đi cứu người nguyên bản hứa nguyên coi là loại cuộc sống này sẽ một mực tiếp tục đến xung quanh quận huyện viện quân đến cùng nhau giải quyết xong bị vây ở huyến vụ đại trận bên trong yêu thú triều sẽ cùng vương giáo ý cùng nhau rời đi nhưng vừa qua khỏi hơn phân nửa tuần tướng quốc phủ bên kia lên truyền đến tin tức để hắn có thể khởi hành đi vạn tượng tông kia bốn vạn phân lượt thành quân vải đen quân tập hợp hiệu suất muốn so trong dự đoán nhanh hơn một chút Mặc dù mấy cái tụ hợp địa điểm đều là tại vạn tượng thành phụ cận khu không người, nhưng dù sao nhân số quá nhiều, thời gian hơi một dài liền rất khó ân tàng tung tích. Hắn cái này tể tướng khâm định người phụ trách trước tiên cần phải qua bên kia trở lấy. Bảy tám ngày thời gian, mặc dù thương thế cũng không có tốt lưu loát, nhưng xương cốt cơ bản đã mọc tốt, thương cần động cốt 100 ngày thông lý ở cái thế giới này không thích hợp. Chỉ ít đối hướng nguyên không thích hợp. Thu được tin tức cùng ngày, hướng nguyên mang theo hai cái đỉnh lấy màn ly nữ tử tiến đến cùng vương giáo ủy cáo biệt. Phương vâng Giáo ý biết được tin tức này thời điểm có chút kinh ngạc, nhưng cũng không còn nói cái gì, chỉ là tại Hứa Nguyên thân ảnh đến mất tại sương mù về sau, hướng phía hắn rời đi phương hướng thi lễ một cái. Sau 7 ngày, Vạn tượng Thành, cửa thành phía tây, một có không đáng chú ý yêu thú xe ngựa chạy tại rộng rãi quan đạo bên trong, bỗng nhiên, xe ngựa vải mảnh bị người từ trong kéo ra. Hứa Nguyên thuận cửa sổ xe hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua, Tương Thành cao ngất quan đạo rộng rãi, các loại người đi đường ở cửa thành cổng vào rộn rộn ràng ràng, mặc dù không kịp tĩnh giang phủ, nhưng cũng so phổ thông quận thành muốn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Cùng cái khác phồn vinh quận phủ châu huyện, vạn tượng thành tại từng cái ngoài cửa thành đều thiết trí có một cái quy mô khá lớn trạm trung chuyển dùng để phân lưu đám người. Bởi vì thuế vụ ti tì muốn tìm thương đội thu qua thuế, dạng này hiệu suất cao. Đám người bị ngay ngắn chất tự dẫn đạo hướng từng cái công dụng khác biệt cửa nhỏ động mặc dù cần xếp hàng nhưng phân lưu về sau hiệu suất không tính chậm vẻn vẹn một khắc đồng hồ về sau hứa nguyên các loại xe ngựa liền thông qua được cổng tò vò tiến vào vạn tượng thành bên trong yêu thù xe ngựa không nhanh không chậm chạy tại phồn nháo trên phố xá hứa nguyên hơi liếc nhìn một vòng liền buông xuống vải mành cười nói cái này vạn tượng thành cũng là phồn hoa hy vọng vạn tượng tông những người nắm quyền kia có thể thức thời một chút hứa hâm giao an tĩnh cùng nhiễm thanh mặc song song ngồi tại đối diện nhìn thấy hứa nguyên thu hồi ánh mắt nhẹ giọng hỏi tam ca ngươi chuẩn bị bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ. Hứa Nguyên nhẹ nhàng vuốt nhẹ một chút ngón tay, hơi trầm ngâm thất giọng nói, "Phụ thân trong miệng cái kia Nguyên Hạo đã đến, chúng ta bây giờ đi tìm hắn." Nguyên Hạo, một tiếng tinh tế nỉ non vang lên, Hứa Hâm giao đôi mắt đẹp suy tư, tựa hồ là đang trong trí nhớ tìm kiếm có quan hệ cái tên này ký ức. Sau một lúc lâu, nàng nhìn về phía Hứa Nguyên nhẹ giọng hỏi, Tam ca, người này hâm giao vì sao chưa hề tại tuế hội bên trên nghe qua. Tướng quốc phủ phía dưới nó chi nhánh đông đảo, tình báo, tiền tài, thóc gạo. Khi giới tác phường không thắng loại tụ, hắn trung cấp đường tương đối cao quản sự người, mỗi ba năm nên muốn vào kinh đền báo cáo một lần, vốn là một năm một lần. Bắt quá bởi vì có chút châu quận qua xa, đường xá cũng đi ngang qua phiền phức, tại thế cũng ổn định sau liền cải thành ba năm một lần, thời gian cùng triều đình quan viên vào kinh xếp trước nhất trí, có chút cùng loại với công ty niên hội. Mà tại những người này, không ít trọng yếu nhân vật đều muốn đến tướng quốc phủ gặp mặt hứa ân hạc. Hồi nhỏ không biết, chỉ cảm thấy náo nhiệt, nhưng tuổi tác dần dần sau khi lớn lên cũng là song giải rất nhiều. Nghe nói như thế qua đi, hứa nguyên liếc mắt, Phụ thân lại không định để người tiếp ban, dưới tay trong bóng tối nhiều người như vậy, làm sao có thể mọi chuyện để người biết. Hứa hâm dao nhích miệng, kia tăng ca người biết không? Hứa nguyên, yên tĩnh một lát, hứa nguyên nhùn vai, hiện tại biết, dừng một chút, hắn bên cạnh mắt nhìn một bên nhiễm thanh mặc, sau đó không nhanh không chậm nói ra. Bất quá trước đó hắc lân vệ người liên lạc ta nói, cái này nguyên hạo giống như rất nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, hứa hâm dao đôi mắt mang theo một tia không hiểu. Hứa nguyên kết hợp trí nhớ kết trước cùng lúc trước hiểu rõ tin tức thấp giọng nói, hắn thích giết người hứa hâm giao con người có chút trận to hứa nguyên hướng về sau nhẹ nhàng tựa vào trong xe ngựa kia thổ giáp trên nệm lót nhẹ nhàng nói ra năm năm hoài an châu huyền thanh tông liên hợp tương vương phản loạn người này đi theo trấn tay hầu đi bình định kết quả hắn trực tiếp bên đầu hàng hán hàng tốt toàn giết đầu chặt đi xuống làm kinh quan hứa hâm giao hơi trần chờ hỏi thế nhưng là bởi vì binh lương không đủ hoặc là không tốt quản khống Ngoại trừ quân trị an, đại viêm chính quy bộ đội đều là tu giả võ đổ, mặc kệ triều đình vẫn là tông môn, loại này quân đội coi như hàng không có binh nhận, hơi không chú ý cũng sẽ giết cảo doanh. Hứa Nguyên lắc đầu, không phải, hắn chính là thích giết người mà thôi. Hứa Hâm dao hơi trầm mặc, thất giọng nói, đã hắn như vậy thích giết chóc, vì sao không an bài hắn đi vạn hưng sơn mạch? Hâm dao, Hứa Nguyên nhìn đối phương còn mắt, từng chữ nói ra nói ra, Nguyên họ thích giết là người, mà không phải cái khác sinh vật. Trầm mặc, Hứa Hâm Giao cau mày, vì cái gì? ta làm sao biết vì cái gì hứa nguyên nhún vai đoán chừng chính là cái đồ biến thái mà thôi bất quá cái này biến thái mang binh năng lực giống như rất mạnh à cũng chỉ có phụ thân hẳn dám dùng loại người này hứa hâm dao không có lại nói tiếp hứa nguyên thầy thầy cũng không có nhiều lời đưa tay gõ gõ xe ngựa toa xe thành khẩn giòn vang rơi xuống hai hơi phía trước cửa gỗ bị kéo ra tuy theo một đạo mang theo lấy lòng giọng nam truyền đến công tử xin hỏi chuyện gì phân phó hứa nguyên trực tiếp làm hỏi ngươi có biết bình thủy vịnh chiếc này yêu thú xe ngựa là tại vạn tượng thành bên ngoài hơn trăm dặm một chỗ dịch trạm bên trong vì tìm nghỉ ngơi hành thương mua được vì che dầu tai mắt người không có mua quá tốt chung đằng hàng toa xe chỉ thiết trí một cái bế âm trận yêu thú cũng chỉ là một cái tai thỏ ngựa loại này yêu mà không có cách nào dụng ý hồn tiến hành dẫn đạo liên tiện thể mới một cái địa đầu xà mã phu mã phu nghe vậy hơi sững sờ chợt thanh âm có chút chân trở nói ra nơi này tiểu lão nhi xác thực biết bất quá bất quá Bên kia Lâm dựa vào bến tàu, bên kia tam giáo cửu lữ tương đối nhiều, rất loạn, hai vị cô nương đi bên kia chỉ sợ sẽ có phiền phức, mà lại đến giao bạc. Hứa Nguyên lầm đối diện Nhiễm Thanh Mặc cùng Hứa Hâm ra một chút, cười cười, "Thật sao? Không sao, ngươi lái xe đi qua là được, ngươi tiền bạc nhiều hơn ba thành." Mã Phu nghe vậy cười khan hai tiếng, nhưng thanh âm trở nên càng cung kính. Đúng vậy, mai sau đó, đoán chừng gần nửa canh giờ liền có thể đến. Rất lời, Mã Phu liền lái xe lái vào một bên xe thú chạy đại đạo, hướng phía thành nam phương hướng nhanh chóng chạy đi. Bình thủy vịnh, từ cái chốt ngựa trăng ra, nhìn thấy bên ngoài cảnh sắc hứa nguyên phản ứng đầu tiên chính là loạn, so với hắn kiếp trước khi còn bé thấy qua nhà ga còn muốn loạn hơn trăm lần không thôi. Gào to, chửi rủa, ẩu đà, nói diễn hỗn thành một mảnh, ô nào đến cực điểm, lui tới tàu chở khách thương thuyền nối liền không dứt từng chiếc cỡ lớn vận chuyển hàng hóa xe ngựa từ cảng bên trong lái ra phân lưu hướng thành thị các nơi một chút thành quần kết đợi kiệu phu ngồi trông hổm ở bên bờ nói diễn thương nhân lưu nhân người bán hàng rong ở giữa hướng nguyên còn chứng kiến rất nhiều bộ kiếm mà đi tông môn tử đệ mà bến tàu bên ngoài thì là một mảnh thấp bé dày đặc khu dân cư hoặc là nói khu ủ chuột dày đặc kiến trúc vặn thành bánh quai trèo gia đình sống bằng lều nhà gỗ siêu siêu vẹo vẹo hoàn toàn không có cửa thành loại kia trật tự rành mạch xem xét chính là chưa đi đến đi qua khu thành thị hoạch một đường đi đến khu ổ chuột trong đó một cái đường tắt cổng vào hỏi đường lên hướng phía bên trong đi đến hứa nguyên cảm thấy cái này ngõ nhỏ rất giống trong phim ảnh loại kia hiệp khách giết người hèm nhỏ chật hẹp mà ủ ám theo không ngừng xâm nhập sự thật chứng minh hướng nguyên ý nghĩ là chính xác bởi vì con đường hai bên bùn đất ngẫu nhiên có thể thấy được một chút vết máu nhưng ngẫm lại cũng thế ở thời đại này mỗi ngày không bốc hơi mấy người khu ổ chuột căn bản không tính khu ổ chuột có lẽ là bởi vì ban ngày duyên cớ hắn tử đều ra ngoài chế tác mỗi nhỏ hai bên ngẫu nhiên chỉ có một ít phụ nhân ngồi tại cửa ra vào rửa mặt quần áo hoặc là nói chuyện phiếm bất quá những ngày phu nhân nhìn thấy mang theo màn ly ba người tựa hồ cũng phần lớn không cảm thấy kinh ngạc nhìn xem hứa nguyên ba người đi tới nhìn xem hứa nguyên ba người biến mất sau đó liền nên làm gì làm cái đó nơi đây các gia đình căn bản là sinh trưởng ở địa phương tại loại này trong khu ô chuột lớn lên làm sao có thể chưa thấy qua điểm thị trường vượt qua mấy vòng nói đường tắt triệt để yên lặng lại chỉ có giày dẫm tại trên bùn đất thanh âm rất nhỏ bỗng nhiên tam ca hứa hâm ra đột nhiên lên tiếng dùng truyền âm mê mơ đi ở trước nhất hứa nguyên có chút bên cạnh mắt làm sao hứa hâm dao bỗng nhiên không có từ trước đến nay thất giọng hỏi phụ thân lúc trước không phải nói chúng ta lần này chỉ là đến đàm phán uy hiếp sao hứa nguyên cười nói đương nhiên là người lúc trước cũng nghe đến phụ thân tạm thời không có chiến tranh ý tứ hứa hâm giao thất giọng nói ra nhưng này cái nguyên hạo đem mục đích ổn định ở nơi đây hứa nguyên nhiều mày nhìn cái này tứ muội thật không ngu ngốc nếu muốn ẩn nấp nguyên hạo đại khái suất sẽ đem mặt địa điểm định tại vạn tượng thành ngoài có mảng lớn rừng núi hoang vắng nếu muốn chiêu đại hứa nguyên vị này không hàng tới cấp trên không nói đỉnh cấp quán rượu gánh hát cũng phải tin ra dáng điểm khách sạn á à. nguyên hạo là hứa ân hạc tự mình mời chào người không thể nào là người ngu định ở loại địa phương này nguyên nhân cũng rất đơn giản càng hỗn loạn địa phương càng dễ dàng giấu người dừng một chút hứa nguyên nhẹ giọng hỏi ngươi cảm thấy làm như vậy không ổn hứa hâm dao ẩn ẩn có chút bất an tăng ca ngươi mới vừa nói kia nguyên hạo là thằng điên tàng binh ở đây sợ rằng sẽ sinh nhiều loạn hứa nguyên nhẹ gật đầu ngươi đang lo lắng hắn không tuân theo mệnh lệnh của phụ thân vì tiêu dục trực tiếp đối vạn tượng tông động thủ mê mơ hứa hâm dao nhẹ gật đầu hứa nguyên khoát tay áo không sao thế nhưng là được rồi, người coi như không tin kia chưa từng gặp mặt Nguyên Hạo, cũng phải tin tưởng ta con mắt của phụ thân á. Hứa Nguyên lắc đầu, nhìn xem bồn phía chặt trội hẻm nhỏ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này Nguyên Hạo không làm sai. Thanh kiếm lộ ra đến đàm phán, cùng thanh kiếm gác ở cổ đối phương bên trên đàm phán khác biệt vẫn là rất lớn. Yên tĩnh nửa ngày, Hứa Hâm ra thấp giọng nhắc nhở, nhưng thành nội có hộ thành đại trận. Hứa Nguyên nhún vai, ngươi đừng hỏi ta, ta không biết. Một hồi có thể trực tiếp hỏi kia Nguyên Hạo. Tốt ta. À? không có lại nói tiếp, một đường tiến lên, lại một lần đi qua một đầu chỗ ngoặt, hướng nguyên ba người đi tới một chỗ có trước cổ quái ngõ nhỏ. Một chút thoa thấp kém son phấn nữ tử ngồi tại cửa phòng, tướng mạo phần lớn bình thường thậm chí xấu xí, áo vài phục nửa lộ không lộ, dáng người cũng không phải trường hợp cá biệt. Nhìn thấy như vậy một đầu đường phố, hướng nguyên bước chân không ngừng, nhưng khóe mắt lại là không tự chủ nhảy lên. Mà những nữ nhân này nhìn thấy tới nam nhân, trước mắt đồng loạt tỏa ánh sáng nhưng lại khi nhìn đến đối phương đi theo phía sau hai vị kiến nữ tử mà Lisa mong hại yếu điệu dáng người về sau, lại nhào nhào biết điều khôi phục trước đó lời biếng tư thái. Đương nhiên, cũng có một chút vẫn như cô cố gắng cho hứa nguyên liếc mắt đưa tình. Vạn nhất người ta sơn chân hải vị ăn no rồi, liền muốn ăn chút thô lương màn thầu đây. Chầm mặc cắt bước hướng về phía trước, nhiễm thanh mặc đôi mắt hơi có vẻ nghi hoặc nhìn những này quần áo hờ hàng nữ nhân. Hứa hâm ra đôi mắt rủ xuống không nhìn tới, một đường đi qua, có chút môn hộ là đóng chặt có chút đóng chặt môn hộ bên ngoài chờ một hai nam nhân, miệng thảo luận lấy một chút không lên phong nhà tiết mục ngắn. Bất quá ngược lại là không có không có mắt người lắm mồm đến đùa diễn hứa hâm giao cùng nhiễm thanh mặc, bởi vì bọn hắn loại trang phục này bình thường đều là tông môn tử đệ, bởi vì lắm mồm bị giết đại khái xuất chính là bị giết, mỗi cái mấy lượng bà con phải nhìn đối phương tâm tình. Trong đó ngược lại là có một cái nam nhân gặp ba người đi xa, cười dâm há mồm nghĩ nhỏ giọng nói chút gì, nhưng bị một bên người trong đồng đảo kéo lại. Tiên nhân lão ra thính tai đây, muốn chết người liền nói, con đường này rất dài, đang đến gần cuối cùng địa phương, Hứa Nguyên khỏe mắt lần nữa không bị khống chế nhảy lên. Hắn thấy được một đầu đội ngũ, một đầu rất dài đội ngũ, ước chừng 20 người, trong đó đại bộ phận quần áo đều là bố lụa, còn có mấy cái đê dài võ đồ, yên lặng đứng đấy không nói chuyện, hẳn là không quen. Nhìn thấy những người này, Hứa Nguyên biểu lộ cổ quái nhìn kia phiến cửa phòng đóng chặt một chút, đang nghĩ ngợi, Nhiệm Thanh mặc lôi kéo Hứa Nguyên góc áo. "Hứa Nguyên." Hứa Nguyên nhẹ giọng trả lời, "Thế nào?" Nhiệm Thanh mặc nhìn xem kia phiến cửa phòng đóng chặt hỏi, "Mê mơ?" bọn hắn đây là đang làm cái gì ngươi không phải cố ý hôn à sư phò nói hành tẩu bên ngoài không thể dùng linh tinh ý hồn dò xét người khác nhiễm thanh mặc thanh thanh trả lời hắn là đúng Hứa nguyên nhẹ gật đầu thu hồi ý hồn loại sự tình này vẫn là đừng nhìn cho thỏa đáng vậy ngươi biết bọn hắn là đang làm gì nhiễm thanh mặc hỏi Hứa nguyên không chút do dự lắc đầu ta không biết Phúc, một bên hứa hâm dao cười ra tiếng hứa nguyên ngoái nhìn chừng nào một chút hứa hâm dao nhích miệng nhiễm thanh mặc ánh mắt nghi hoặc nhìn hai huynh muội hứa nguyên ho nhẹ một tiếng được rồi về sau có cơ hội ta sẽ dạy ngươi hiện tại coi như xong mà ly phía dưới nhiễm thanh mặc một đôi mắt đẹp chớp chớp khẽ gật đầu được mà theo ba người đi qua tại đội ngũ kia bên trong một cái võ đầu yên lặng rơi đội cùng lại Hướng nguyên ba người sau lưng hứa nguyên đằng sau có người theo chúng ta đi ra ngoài một khoảng cách về sau nhiễm thanh mặc bóng nhiên chuyển âm nói thanh âm rất đột nhiên hứa nguyên nghe vậy có chút nhíu mày Bình Thủy Vịnh bên này khu ổ chuột khu dân cư ngó nhỏ dài nhỏ chật hẹp, lâu một chút ngõ nhỏ ước chừng có cái 20 trượng, nắn một điểm ước chừng cũng lên bảy tám trượng, lối rẽ rắc rối phức tạp, rất khó truy tung. Bất quá nghe được nhiễm thanh mặc thanh âm về sau, hắn vô ý thức vận chuyển công pháp hướng về sau tìm kiếm, nhưng lấy hắn lục phẩm tu vi cùng huyết nguyên tâm vận quyết tăng thêm nhưng như cũ không có chút nào thu hoạch. Nhiều nhiều mày, hướng nguyên chuyển âm hỏi, rất mạnh. Nhiễm thanh mặc trầm ngâm một cái chớp mắt lắc đầu, không phải rất mạnh. Nghe hắn hô hấp nhịp tim, hắn là chỉ có thất phẩm tá hữu hứa nguyên yên tĩnh một cái chớp mắt thất phẩm theo dõi lục phẩm mà không bị phát giác nhất là hắn tiên thiên đạo thể còn có thể ý hồn ly thể dò xét suy nghĩ phun trào trong mắt nhìn thoáng qua sau lưng bên trên đất này chút ít không thể gặp dấu chân trong lòng hiểu rõ bất quá chợt hít mắt dừng một chút hắn nhẹ giọng cười nói xem ra cái này đi theo chúng ta người hẳn là một cái lão thủ phải xử lý rơi hà á. nhiễm thanh mặc rất là tự nhiên hỏi hứa nguyên lườm nhiễm thanh mặc một chút khỏe mô ngoác ngoác Bây giờ thế đạo không tính thái bình, nhất là tại một ít châu phủ, nhiễm thanh mặc xinh đẹp như vậy một nữ tử du lịch giang hồ, chắc chắn sẽ có phiền phức tin tới cửa. Kiếp trước đến ngàn hy nam đều hỗn loạn một nhóm, càng đừng đề cập bây giờ cái này thế đạo. Hành tàu bên ngoài, tay hắc là điều kiện tất yếu, tựa như lúc trước nàng đánh hắn một côn đó tử. Bất quá đối với nhiễm thanh mặc đề nghị, hứa nguyên lại là lắc đầu. Không cần, chúng ta trở về tìm hắn. Rất lời hứa nguyên giải khai thánh nhân tàn hồn cấm chế cơ hồ là trong chớp mắt kia quen thuộc giọng thấp pháo vang lên rất u án hứa tiểu tử mặc dù biết có một số và xếp lão già ta không tiện biết nhưng người biết mười mấy ngày nay lão già ta làm sao sống á hôn giới bên trong lại hắc lại lạnh được rồi được rồi đều chờ đợi vạn năm còn kém cái này một tuần hứa nguyên có chút giờ khóc giờ cười cho ta mượn dùng một chút người hồn lực ách thánh nhân tàn hồn đập chật lưỡi một bên đem hồn lực phóng xuất ra một bên nghĩ linh tinh nói nói ta cũng không muốn nói nhiều lão già ta như thế hao tâm tổn chi phí sức giúp người nhờ kỹ giúp ta tìm hảo đồ đệ hứa nguyên lắc đầu cũng không ngừng xuyên hắn ý hồn tương liên trong chớp mắt hứa nguyên liền phát hiện người theo dõi trực tiếp mang theo hứa hâm dao đằng không mà lên một hơi ở giữa liền rơi vào trước người đối phương không người hẻm nhỏ yên tình im áng nhìn xem trong ngày mắt xuất hiện tại trước mặt ba cái mũ rộng vành người theo dõi nam nhân vô ý thức lui về sau một bước nhưng thần sắc cơ hồ không thay đổi thấy phản ứng của đối phương trong lòng đại khải đã nắm chắc đây là một cái vóc người có chút cường tráng người trẻ tuổi ước chừng hai mươi hai mươi tám dáng vẻ mặt mày phổ thông tựa như một cái bình thường anh nông dân chính xác Hứa Nguyên không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp là mở miệng hỏi. Dùng đối phương loại này theo dõi lão thủ, hoặc là bản địa bang phái địa đầu xa, hoặc là chính là quân đội chính xác. Nhìn đối phương cái này tùy cơ ứng biến năng lực hơn phân nửa là cái sau, nếu không phải cái sau, giết là đủ. Bang phái địa đầu xa theo dõi bọn hắn, nhất là tại có nhiễm thanh mặc cùng hứa hâm giao tình hùng dưới, đại khái suất không phải nghĩ kết giao bọn hắn. Nam nhân phản ứng rất bình tĩnh, chỉ là ông quyền, công tử thế nhưng là tìm đến đầu sói. Hứa Nguyên biết đây là tại cùng một lệnh cười nói, không phải, tìm đến hầu tử, châm mọc một cái chớp mắt, nam nhân cung kính ôm quyền quỳ trên mặt đất, gặp qua tam công tử, hướng nguyên khoát tay áo, đứng lên đi, dẫn đường, nam nhân nghe vậy lập tức đứng dậy, đi mau hai bước nói khẽ, tam công tử, nguyên thống lĩnh đã đợi chờ đã lâu. Tại nam nhân dẫn đầu dưới, hứa nguyên ba người đi qua mấy con phố khu đi tới một chỗ có người nắm tay đại viện tường cao. Cửa ra vào hai tòa khí phái thạch sư tọa lạc hai bên, từng viện bên trên ẩn ẩn có thể thấy được trận văn bà động. Hồi nhiên, địa phương nghèo nữa cũng sẽ có kẻ có tiền, bất quá loại địa phương này hẳn không phải là mua lại. Hứa Nguyên bên cạnh mắt nhìn thoáng qua bên cạnh nam nhân. Nam nhân nhìn thấy Hứa Nguyên ánh mắt, thấp giọng giải thích nói: "Tam công tử, nơi này là Bình Thủy Bang bang chủ phủ đệ, ân, Bình Thủy Bang là vùng này bang phải lớn nhất, không chế bến tàu gỡ vận cùng đánh ba cùng ra thịt sinh ý." Rất lời, liền ra hiệu cửa ra vào hộ viện mở cửa. Cửa sân mở ra, xâm nhập viện lạc, Hứa Nguyên trong lòng không tự giác nhẹ nhàng cười một tiếng. Phát động một trận chiến tranh không hề chỉ là điều binh đơn giản như vậy, tình báo, vật tư, ngân lượng các loại đều cần làm đủ chuẩn bị. Hứa Ân Hạc làm ra quyết định, phía dưới bắt đầu làm và sức, từng cái chi nhánh thế lực lẫn nhau chủ tính chung cân đối. Bình Thủy Bang hẳn là lâu cơ thủ hạ hắc lân vệ thủ bút, không nghĩ tới bọn hắn thế mà trong vạn tượng thành cũng có chỗ nám tử. Hứa Hâm Giao nhìn xem bốn phía, đồng dạng suy đoán ra được điểm này, nhẹ giọng nói ra: Tam Ca, cái này bình Thủy Bang thống lĩnh là hắc lân vệ, hẳn là. Hứa Nguyên nhẹ gật đầu, nhìn lâu coi anh di người so với chúng ta tưởng tượng còn muốn tài giỏi. Khu ô chuột hỗn loạn là đối với ngoại nhân mà nói, nhưng đối với nơi này sinh trưởng ở địa phương người lại căn bản là hàng xóm nắng giềng. Bởi vì khu dân nghèo quá lớn, nội bộ lại có rất nhiều hấp dẫn du khách hạng mục. Đột nhiên đến trên trăm dư một bộ mặt lạ hoặc có thể sẽ không gây nên chú ý, nhưng trong thời gian ngắn nhiều hơn ngàn người. Ở chỗ này địa đầu xà nhóm không có khả năng không phát hiện được. Địa đầu xa sở dĩ có thể tồn tại, đại khái suất là cùng trên quan trường người có giao lưu, nhưng vạn tượng thành lấy vạn tượng mệnh danh tự nhiên là cùng vạn tượng tông có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tại loại này khẩn trương thời kỳ, rất dễ dàng gây nên phản ứng dây chuyền. Hứa Hâm giáo rất là tán đồng nhẹ gật đầu, trách không được Nguyên Hạo có thể đem người vụng trộm vận chuyển tiền đến. Làm lớn nhất bang phải bang chủ trụ sở mặc dù thua xa tính giang thành tướng quốc phủ để, nhưng chiếm diện tích vẫn như cũ rất lớn. Một đường đi qua mấy cái viện lạc, một đoàn người mới tiến vào chủ nhà ở lại hậu đường cầu nhỏ nước chảy mấy các nhã tạ đường lát đá một mực thông hưởng phía trước phòng bỗng nhiên một người có mái tóc đen trắng nửa nọ nửa kia trung niên nam nhân từ tiền phương trong thính đường ra đón trên mặt có một vết sẹo mang theo một cỗ như có như không sát ý rất phù hợp hứa nguyên trong ấn tượng hắc băng lão đại khí chất một bên dẫn đường chính sát lập tức nhỏ giọng giới thiệu nói tam công tử người này chính là cái này bình thủy bang bang chủ tiểu nhân trước hết đi cáo lui mê mơ đi xuống đi hứa nguyên nhẹ gật đầu dừng chân lại không tại hướng về phía trước nhìn đối phương đi tới gần bạch chiếu gặp qua tam công tử trung niên nam nhân đi tới gần sau cũng không quỳ lại mà là thật sâu chắc tay thì lễ một cái vậy đại khái chính là hắc lân vệ cùng hắc lân quân khác biệt thiên an vào quán chẳng những truyền thụ võ đồ phương pháp tu luyện sẽ còn bồi dưỡng những người này tập thể ý thức cùng trung thành đối với hứa ân hạc một người trung thành cụ thể phương pháp tướng nước phù phụ tá cụ thể luận chứng thay đổi một cách vô tri vô giác lại không gây nên những học đồ này mâu thuẫn mà tại từ thiên an vào quản gia tiến vào hắc lân quân cái này tập thể sẽ còn gắng thêm tỉ mỉ tiến hành loại này thay đổi một cách vô tri vô giác nhìn thấy tướng quốc phủ dòng chính phần lớn người đều sẽ quỳ lại làm lễ mà lâu cơ hắc lân vệ thì cùng hắc lân quân khác biệt tại đa số đều là dùng cùng chung mục tiêu cùng lợi ích cùng phản bội sau tử vong uy hiếp các loại thủ đoạn đem bọn hắn thật chặt buộc chung một chỗ trò chơi hóa thành hiện thực tài hiểu rõ những vận này về sau hứa nguyên vẫn cảm thấy cái này lão cha chính là cái tinh khiết trên trời rơi xuống mãnh nhân một cái công tuần mà hoàn toàn khác biệt thế giới nhân vật chính Trách không được hứa trường ca tên kia tại hứa ân hạc trước mặt phần lớn thời gian kẻ dám cũng không dám thả một cái. Cái này từ tĩnh giang phủ bên kia một cái tiểu thế gia, từng bước một phát triển cho tới bây giờ thế lực bá chủ. Có chút nhớ nhung ra, hứa nguyên nhìn trước mắt tóc hơi bạc trung niên nam nhân cười cười. Nguyên thống lĩnh ở đâu? Nguyên thống lĩnh ở chỗ này. Bạch chiếu cười cười dựng lên một cái dấu tay xin mời. Hứa nguyên dẫn đầu cất bước, bạch chiếu đi theo bên người của hắn. Dừng một cái chớp mắt, hứa nguyên nhìn xem trong viện những người giúp và xếp kia, nhẹ giọng hỏi. Những này người hầu nhìn thấy chúng ta không có gì đáng ngại à? Bạch Chiếu nghe vậy cười cười, nói, cái này không có gì đáng ngại, bọn hắn hoặc là phụ cận không biết chữ người bị câm, hoặc là tiểu nhân những năm này bồi dưỡng tâm phúc. Người bị câm, hứa nguyên kinh ngạc, Bạch Chiếu rất là thẳng thắn cười cười, có thể thu lấy được điểm mỹ danh mà lại sẽ không để lộ bí mật. Vừa đi, hứa nguyên bên cạnh mắt nhìn chằm chằm đối phương một chút, hỏi, binh thủy bang là một mình người phát triển, Bạch Chiếu rất là khiêm tốn cười cười. May mắn mà thôi, tiểu nhân có thể có hôm nay, không thể rời đi dịch thiên đại nhân nâng đỡ. Hứa nguyên nhiều mày, dịch thiên, lâu co lào anh di thủ hạ, thương nguyên chúng ta con đường tuyến giai đoạn trước một cái tiểu ba sĩ. Si. Rất rõ ràng, người trước mắt này tại vẩy đen vị bên trong địa vị không cao, còn chưa xứng cùng lâu cờ trực tiếp liên hệ. Nhưng cái này không ảnh hưởng hứa nguyên rất thưởng thức đối phương, bởi vì hắn có thể cảm nhận được người trước mắt này tu vi vẻn vẹn chỉ là một giới thất phẩm một cái khoảng 40 tuổi thất phẩm lúc con trẻ đại khái xuất sẽ càng yếu hơn hắc lân vệ không có khả năng tại loại này tiện tay về ra hạt giống trên thân quán chủ quá nhiều tài nguyên mà lại không có vũ lực ở chỗ này thành lập được như thế đại nhất cái bang phái vậy liền chỉ còn là thủ đoạn ý niệm tới đây hứa nguyên nói rất không tệ bạch chiếu nhìn thấy đối phương cử động trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc chợt cung kính ôm quyền thất giọng nói tạ tam công tử tán thưởng hứa nguyên lắc đầu tiếp tục hướng phía trước nhẹ giọng hỏi lần này nguyên thống lĩnh mang đến nhiều ít người vào thành hơn 3.500 người. Bạch Chiếu không cần nghĩ ngợi trực tiếp trả lời. Mặc dù vị kia nguyên thống lĩnh chỉ cùng hẳn nói Tam Công Tử sẽ đến, cũng không đề cập Tam Công Tử tới đây cụ thể làm gì. Nhưng dạng này thế cục hạ lấy Tam Công Tử quý tộc chi thân không có khả năng nhàn rỗi không chuyện gì chạy đến nơi đây. Cho nên, Tam Công Tử tất nhiên là đến trấn giữ. Dù sao, thật giống như là muốn đánh trận. Nghe được 3.000 năm cái số này, hướng nguyên trong lòng có chút kinh ngạc tại nhân số nhiều, nhưng chợt nhíu mày. Như thế nào ăn Trí? Đại bộ phận giấu tại cái này bình thủy vịnh, còn lại bị tiểu nhân đi an bài thành nội các nơi khách sạn hơn 20 năm gần đây tiểu nhân góp nhặt linh nhận binh giới miễn cưỡng đủ bạch chiếu chi tiết trả lời hứa nguyên nghe vậy hả to miệng nhưng còn chưa nói chuyện bỗng nhiên trông thấy một cái ghim trùng thiên biện tiểu nữ hai tứ hậu viện chạy vừa ra phía sau còn đi theo một vị hốt hoảng nữ tử tiểu nữ hai một bên hướng phía bạch chiếu chạy tới một bên vui vẻ hô cha bạch chiếu nhìn thấy tiểu nữ hài mặt mày bên trong hiển hiện một vòng tử ái nhưng không có lập tức nghênh đón mà là trước thử nhìn thoáng qua một bên hứa nguyên hứa nguyên lắc đầu ra hiệu vô sự Bạch Triều mới bước nhanh về phía trước. Cha con hai người một trận vui cười, Bạch Triều Hồng đi nữ nhi, trở lại hướng nguyên phụ cận. Muộn đến nữ, để công tử chê cười. Không sao, hướng nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng, lên tiếng hỏi. Không có nói trước đem thân quyến đưa tiễn, quá nguy hiểm. Bạch Triều chi tiết trả lời. Hướng nguyên nhìn xem nữ tử ôm tiểu nữ hài bóng lưng rời đi hỏi. Hiện tại lưu tại cái này vạn tượng thành mới nguy hiểm á. Bạch Triều đôi mắt có chút ngừng tụ, nói. Không, tam công tử, ta là chỉ kế hoạch tiểu nhân thân phận đặc thù thân quyến ở tại trong thành có thể sẽ có người nhìn chăm chằm ở thời điểm này đưa tiễn bọn hắn như bị phát hiện có thể sẽ phá hư tướng quốc kế hoạch của đại nhân trầm mặc hứa nguyên hít hít mắt lại lần nữa trên dưới đánh giá một chút cái này tóc hơi bạc trung niên nam nhân cái này vào thành ba 500 năm trăm hắc lân quân bất kể có hay không động thủ thật ở trên bàn đàm phán đều là muốn lộ ra tới kiếm nói cách khác sau đó vạn tượng tông trăm phần trăm sẽ tra bây giờ không bị phát hiện là bởi vì vạn tượng tông chưa từng phát hiện quân đội đại quy mô điều động vết tích tạm thời còn không có cảnh giác thật muốn cha sùng tới đại khái xuất sẽ tra được bình thủy bang trên đầu tông môn thật muốn xử lý loại thanh thị này dưới mặt đất bang phái đó chính là nghiền chết một con kiến tư duy đến tận đây hứa nguyên đưa tay vô vụ đối phương bả vai nhưng không nói gì trầm mặc đi thẳng về phía trước mà bị đạp bả vai sau bạch chiếu chỉ là yên lặng đuổi theo bất quá hắn rủ xuống đôi mắt bên trong mang tới một tia không dễ dàng phát giác ý cười đi đến một cái sân trước bạch chiếu đối hứa nguyên lần nữa thì lẽ nguyên thống lĩnh liền tại bên trong tiểu nhân xin được cáo lui trước Hứa Nguyên nhẹ gật đầu nói, người cho các nàng hai ăn bài cái sân nhỏ, hắn không định để Hứa Hâm Giao thân dự lần này thương thảo. Nhiễm Thanh mà không nói chuyện, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Hứa Hâm Giao nghe vậy thì có chút phản đối. Tam ca, ta nghe lời. Hứa Nguyên ngoái nhìn nhìn thoáng qua nàng, ánh mắt không cho cự tuyệt. Hứa Hâm Giao vẫn là cùng Nhiễm Thanh mặc cùng nhau rời đi. Hứa Nguyên nhìn xem hai nữ bóng lưng hiểu điệu dần dần đi xa, chậm rãi để ra trước mắt cửa sân. Trong sân mang theo một cái áo nước, trong ao cá chép dù đáng, nước xanh thanh tịnh, trong ao thì là một tòa đình đài dậm chân tiến vào hướng nguyên ánh mắt lập tức khóa chặt tại trong đình đài nam tử kia trên thân khuôn mặt thanh tú bộ dáng cực kỳ tuổi trẻ một thân nhỏ bào đang ngồi ở trong đình đài đốt một cái lò lửa nhỏ một thân một mình hâm rượu uống một mình nho sinh hướng nguyên ánh mắt có chút kinh ngạc vô ý thức bốn phía nhìn thoáng qua muốn nhìn một chút trong viện thạch còn có hay không cùng những người khác mà nam tử tại lúc này đã đặt chén rượu xuống đứng dậy đối cửa sân hướng nguyên xa xa thi lễ một cái tam công tử đừng xem nguyên hạo chính là tại hạ hứa nguyên thu tầm mắt lại lần nữa nhìn về phía trong đình đài nam tử một bên hướng phía đình đài đi đến một bên nói ra nguyên thống lĩnh tướng mạo có chút ngoài dự liệu thanh tú nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng là bởi vì nguyên mộ tướng mạo không phù hợp yêu thích giết người lời đồn đại này có chút hứa nguyên nhẹ gật đầu đi vào đình đài đánh giá nam tử trước mắt so với lãnh binh tướng lĩnh người càng giống là hàn lâm viện nho sinh mà lại quá trẻ tuổi